Rất cảm ơn khán giả giữ màn hình để xem phần 3 còn lại của chương trình bình luận thời sự Vicau TV. Hôm nay là chương trình ngày thứ 5, 11 tháng 7 năm 2019. Trong phần 3 này, mình nói về cái cuộc hưu chiến giữa Mỹ và Trung Quốc. Bên lề cái G20 cuối tháng 6 vừa qua thì ông Trump và ông Tập Cẩm Bình đã ngồi lại nói với nhau là mình hưu chiến. Và thật sự hưu chiến là một cách nói. Hai bên vẫn tiếp tục chạy đua giành dân lấn đất, nói theo cái nghĩa Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa với Việt Cộng. Hưu chiến, rồi hai bên vẫn giành dân lấn đất. Ký cái Hiệp định Paris rồi thì hai bên cũng giành. Và Hoa Kỳ cũng là không muốn Việt Nam làm cái chuyện đó ảnh hưởng. Nhưng mà Việt Nam ông Thiệu vẫn cho giành dân lấn đất. Vẽ, chúng ta nhớ là vẽ cờ trên nóc nhà. Các cái cơ quan của chính quyền ở địa phương đều vẽ cờ vàng và sọc đỏ để coi như cái đó là một lãnh thổ của chúng mình. Trung Mỹ thì làm rất là đứng không muốn Việt Nam làm như vậy. Thì trở lại Hoa Kỳ với Trung Quốc cũng vậy, đang giành dân lấn đất. Hoa Kỳ thì tìm mọi cách để mà có thể thuyết phục ông Tập Cẩm Bình và thúc khối ông Tập Cẩm Bình là phải xúc tiến mua nông phẩm. Thì ông Tập Cẩm Bình không trả lời, nhưng mà báo bên thông tấn xã của Trung Quốc nói rằng là tổng chủ tịch chúng tôi không có hứa mua tiếp cái nông phẩm như Hoa Kỳ nói. Thì chuyện đó là tự Hoa Kỳ nói chứ chúng tôi đâu có hứa mua đâu. Thành ra nó tiếp tục như vậy. Thì trở lại cái vấn đề đối với ông Tập Cẩm Bình, thì ngoài cái chuyện do tăng cường mà lần trước chúng tôi nói để mà sản xuất cái chip, những cái phương tiện để trang bị cho cái tiếp tục cái Hawaii và những cái công ty không dây khác hoạt động, thì họ lại còn đưa ông phó chủ tịch là ông Dương Kỳ Sơn nói trong một cái diễn đàn ở Đại học Thanh Hoa Trung Quốc, kêu gọi các cái quốc gia khác hợp tác với Trung Quốc để mà phát triển, hai bên cùng có lợi. Cái kiểu đó không nói nhằm chống Hoa Kỳ, nhưng mà rõ ràng cái kiểu đó để mà né những cái chuyện Hoa Kỳ. Một phần nửa thế giới này chơi với tôi thì chúng tôi vẫn có những cái quyền lợi chia cho các cái nước này, và nói rằng là phải mở cửa thị trường. Chúng tôi hứa là mở cửa thị trường ra để mà chiêu dụ các cái nước, nhất là các cái nước EU, tức là 28 nước ở Âu Châu. Thật sự thì mình rất khó có thể tin Trung Quốc họ mở cửa. Họ nói mở cửa nhưng mà không mở cửa. Họ mở cửa cái gì không cần thiết chứ cần thiết họ khóa lại không mở cửa. Nhưng mà dầu gì đi nữa thì các cái nước Tây Phương và các cái nước nhỏ vẫn đói vì thế cho nên vẫn đi gần với họ. Nên chúng ta thấy tại sao dành đây một con đường Hoa Kỳ nói gì nói các cái nước kia họ vẫn đi vào với Trung Quốc. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề mà trở lại cái chuyện mà Hoa Kỳ là tìm cách mới đây đưa ra một cái thông cáo, nếu về đọc báo thấy rằng là Hoa Kỳ hai ông bộ trưởng về thương mại và tài chính của kinh Hoa Kỳ nói chuyện với phái đoàn ông Lưu Hạc bằng điện thoại để thúc khối hai bên ngồi lại đàm phán. Nhưng mà tới giờ này đó thì chúng ta thấy chỉ nói chuyện thôi, chưa đồng ý với nhau, do đó không có thể có một cái bữa họp cố định nào. Và chính Hoa Kỳ cũng thấy là rất là nóng ruột. Và trong thời gian kéo dài như vậy, chúng ta thấy hình như Trung Quốc không có quan tâm lắm, mà Trung Quốc họ lo, họ đi theo con đường của họ. Họ tăng cường phát triển về cái phần cứng và phần mềm của đất nước của họ. Họ kêu gọi các cái nước khác tiếp tục đi vào đầu tư ở nước Tàu để hy vọng họ có thể chia sẻ công nghệ. Bởi vì công nghệ của Mỹ đã rút ra thì họ là chia sẻ những công nghệ. Chưa kể để họ tăng cường cái quỹ đầu tư của các cái nước khác, bị các nước đi vào đó thì có cái đưa đồng tiền vào để đầu tư. Và làm thế nào họ bảo đảm được là 3.000 tỷ cái ngoại hối của họ nó còn. Bởi vì người Mỹ luôn luôn tìm cách là làm cho cái 3.000 tỷ đó nó hao đi để Trung Quốc có thể thua. Nhưng mà họ thì họ đưa cái đó vào để họ tăng cường. Chúng ta thấy cuộc chiến tranh như vậy đó, tới giờ này đó, chưa ai có thể nói được. Ông cố vấn của ông tài chính của ông Donald Trump nói rằng là hai bên đang nói chuyện bằng điện thoại,
mà chưa có hẹn một cái ngày nào để mà nói, để mà có cái phiên họp. Chúng ta thấy cái tình hình đó nó tạo cho Hoa Kỳ rất là lo sợ, bởi vì một cái điều mà Trung Quốc đưa ra tới giờ này Hoa Kỳ làm thinh không trả lời đó, nói rằng là muốn nối lại cái đàm phán thì phải hủy bỏ hết tất cả những cái tariff thuế 25%, nghĩa là không phải 300 tỷ như ông Trump nói mà tất cả xưa nay phải bỏ hết. Thành ra nếu không bỏ thì là không có thể ngồi lại. Cái điều đó giờ này Hoa Kỳ đang còn né, không có trả lời, nhưng mà Trung Quốc đưa ra cái đó như là một điều kiện tiên quyết, và Hoa Kỳ đang nóng lòng về cái chuyện mua nông phẩm. Thì ông Tập Cẩm Bình được báo chí bên Trung Quốc nói rằng chúng tôi không có hứa cái gì cả. Do đó mình thấy là cái những cái góc khuất của cái G20 nó còn che, không ai biết bên đó nói cái gì. Những cái mà họ nói ra là mình biết, còn những cái mà họ che lần lần mình mới biết được. Như vậy Hoa Kỳ đã bữa nay đã ra một cái thông báo cho phép là Hoa Kỳ các công ty được quyền bán cho Huawei, thì mặc dầu có một số hạn chế nói về an ninh, nhưng mà cái đó rất khó có thể phân biệt được cái an ninh thế nào là không an ninh. Như vậy thì Hoa Kỳ đã tỏ ra nhượng bộ về cái đó. Rồi bữa hổm thì nói G20, bữa nay là ra giấy tờ chính thức thông báo nói là cho phép lần cái đó. Do đó chúng ta thấy là giữa hai nước đang ngồi lại với nhau thu chiến, nhưng mà hai bên tìm cách chạy đua để giành được cái chiến thắng, mỗi bên tìm cách chạy một cách khác, thưa anh Vi Quy. Đó. Thật sự ra là trong cái cuộc thương chiến đó, người ta thấy rằng là bế tắc ở cái chỗ rằng là chính bên phía Trung Quốc đã thỏa thuận những cái điều về vấn đề mở cửa thị trường cũng như là bảo vệ tài sản trí tuệ. Thì rồi đến phút cuối cùng, tức là coi như là trước khi mà bế tắc đó, thì Trung Quốc lại nói là phủ nhận tất cả những cái điều đã cam kết đó và không có muốn bàn trở lại nữa. Thì như vậy á, bây giờ Trung Quốc lại đem cái chuyện đó ra để nói, không phải là nói về cái cuộc thương chiến với Hoa Kỳ, mà để quảng cáo và chiêu dụ với lại tất cả những các nhà mà đầu tư, mà hiện tại bây giờ những cái nhà đầu tư cũ hoặc là mới. Thì cái nhà đầu tư cũ hiện tại bây giờ đang dục dịch kéo ra khỏi Trung Quốc hết. Nhưng mà còn có những nhà đầu tư mới thì cũng còn nhìn thấy Trung Quốc nó vẫn làm cái mồi béo bở, chứ không phải không, là bởi vì với lại cái một cái thị trường 1 tỷ 3 triệu người, thì thưa quý khán giả, làm cái điều đó rất là hấp dẫn đối với các nhà mà đầu tư quốc tế. Thì nhưng mà có một cái chuyện như thế này, cái điều mà ông Vương Kỳ Sơn vừa tuyên bố ra như vậy đó, thì liệu rằng là cái mở cửa thị trường của Trung Quốc nếu có trong tương lai thì mở như thế nào? Có phải là mở theo cái hướng đã được thỏa thuận với lại Hoa Kỳ hay không? Tức là mở toàn cái cánh cửa ra, đúng như là trong cái kinh tế thị trường đã quy định, chứ không phải là mở cửa hé hé, lúc mở to, lúc mở nhỏ, là tùy theo cái nhu cầu của cái nền kinh tế của Bắc Kinh. Thì thưa quý khán giả, đây là một cái điều mà Bắc Kinh không có nói và cứ mập mờ như vậy. Cũng như là bảo vệ trí tuệ, thì như chúng tôi nói ngày hôm qua, thì cái bảo vệ trí tuệ đó là cũng một phần trách nhiệm ở mấy cái ông là mấy cái ông cái tập đoàn mà đầu tư vào với lại Trung Quốc. Ví dụ như là những cái tập đoàn của Hoa Kỳ đó, khi mua một cái bản quyền sáng tạo, sáng chế chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy rằng là họ có thể mua toàn quyền luôn. Thì trong khi mà họ mua đứt như vậy thì họ có quyền họ sang nhượng lại cái bản quyền đó cho người khác. Thì thưa quý khán giả, như chúng ta đã biết rằng, ai mà làm việc trong bất cứ một cái cơ sở lớn nhỏ nào của Hoa Kỳ cũng đều biết rằng là trong công việc làm luôn luôn Hoa Kỳ, cái ban giám đốc luôn luôn khuyến khích bất cứ một người công nhân từ lớn đến nhỏ, từ cấp cao cho đến cấp thấp, là luôn luôn có những cái sáng kiến lớn cũng được, nhỏ cũng được. Và những cái sáng kiến đó khi mà được cái ban giám đốc chấp thuận đó thì sẽ đưa ra và quốc gia để mà xin lấy là cái chủ quyền. Và trong trường hợp đó thì cái người công nhân đó được trao trả, được thưởng một cái số tiền rất lớn và trở thành một cái người mà có cái cổ phần ở trong cái công ty đó. Nếu bây giờ cái công ty đó mà đem đi
đầu tư vào nước khác ấy, thì họ có cái toàn quyền về cái bảo vệ trí tuệ của mình. Cái bảo vệ đó là ở cái ông chủ đó, chứ không phải là bây giờ ở Tổng thống Donald Trump đòi hỏi. Và vì thế cho nên là khi mà họ giao tiếp với lại nhà cầm quyền Bắc Kinh, thì họ có thể là họ bán cái đó một phần, hoặc có thể bán tất cả. Thì chúng ta thấy rằng là không phải những cái tài sản trí tuệ đó là cái gì to lớn đâu, là cái nhỏ thôi. Thí dụ như là cái cánh tay tự động để mà bắt những con vít vào trong cái xe chẳng hạn, nó làm cái nhỏ thôi chứ đâu phải lớn, nhưng mà nó làm cái sáng kiến, làm cái sáng kiến trí tuệ. Và vì thế cho nên nếu bây giờ chúng ta bán cái đó cho những các công ty của Trung Quốc đó, thì cái ông chủ mà bán cái đó, ông chủ Hoa Kỳ bán cái đó là ông đã mua cái đó, ông mua toàn quyền cái đó rồi. Và vì thế cho nên là cái vấn đề tranh chấp hiện tại bây giờ Tổng thống Donald Trump đưa ra nó, thì trước hết là Tổng thống Donald Trump phải sao thuyết phục được cho tất cả những cái nhà tư bản kinh tế của Hoa Kỳ cũng nhìn đến cái vấn đề lợi ích chung của quốc gia mà đặt thành vấn đề, thì vì thế cho nên mới có thể là gieo một cái gánh nặng cho những cái sự cho những cái cuộc mà bàn thảo đối tác với lại Bắc Kinh. Thì thưa quý khán giả, thì cho đến giờ phút này cho người ta vẫn nghi ngờ là hai cái điều mà ông Vương Kiệt Sơn đề cập tới trong dịp này đó, thì không biết là đi vào chi tiết thì họ sẽ làm những cái gì, thưa giáo sư. Vâng, và bây giờ sau cùng thì làm cái vấn đề khác nữa là vừa rồi có tin Trung Quốc thì đang tăng cường thách thức Úc tại Thái Bình Dương. Thách thức ở cái điểm nào? Thách thức là ở cái vấn đề là chiêu dụ tất cả những cái đảo quốc nhỏ ở Thái Bình Dương, mà phần lớn những cái đảo quốc này hiện tại bây giờ thì có một số đảo quốc đã ngả về phía Trung Quốc vì vấn đề Trung Quốc cho vay tiền hậu hĩnh quá. Và cái thứ hai nữa là một số đảo quốc đó thì bây giờ cũng đang nghe theo để đồng ý để cho Trung Quốc lập những cái căn sự, những cái căn cứ quân sự ở đây. Và vì thế cho nên Úc Châu cảm thấy rằng là cái phần quốc phòng của mình tại cái Úc Châu này đang bị đe dọa. À, vì thế cho nên ông vừa rồi thì ông Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc là ông Ngụy Phương Hòa thì có tuyên bố một câu rằng tất cả những cái kế hoạch của một vành đai, một con đường của Trung Quốc hiện tại bây giờ đang được quân sự hóa. Ông xác nhận như vậy, đang được quân sự hóa chứ không phải là từ trước như trước nay là vẫn nói rằng đây là một cái kế hoạch mà chủ trương hòa bình, kiến thiết và mở mang kinh tế cho tất cả các nước trong khu vực. Ê, tại sao mà bây giờ ông Bộ trưởng Quốc phòng lại dám ngang nhiên nói đến cái chuyện là như vậy? Là bởi vì rằng là chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái lời thách thức cả các nước phương Tây, đặc biệt là đối với Úc Châu. Và vì thế cho nên người ta thấy rằng là luôn luôn cái phe Tây Phương đó, về cái vấn đề về Biển Đông đó, là luôn luôn ở cái thế thụ động chứ không phải là chủ động. Biển Đông cũng vậy, cứ mỗi một lần họ làm cái gì một cái thì mới có những cái phương pháp để đáp trả. Rồi thì bây giờ cũng vậy, là khi mà Trung Quốc, Bắc Kinh đã giơ tay đã thu hút được tất cả những các đảo quốc, nhiều đảo quốc ở trong Thái Bình Dương, thì bắt đầu Úc Châu với lại Hoa Kỳ mới mở một cái chiến dịch là cho vay tiền trở lại để cạnh tranh với lại Bắc Kinh. Thì có phải là thụ động không? Thì đây là một cái chuyện mà chúng tôi nghĩ rằng là tất cả những cái điều này có lẽ các nước Tây Phương, đặc biệt là Hoa Kỳ, nên nhìn thấy cái vấn đề và mình trở thành một cái tay chủ động chứ không phải là thụ động. Mà như chúng tôi nhìn thấy là Tổng thống Donald Trump đã trên nhiều phương diện, ông ấy đã nắm cái chức chủ động chứ không phải là thụ động nữa, thưa giáo sư. Chúng ta thấy là thật sự thì đây là một cái giai đoạn, nó là một cái bản lề giữa cái thời kỳ chiến tranh lạnh và hết cái chiến tranh lạnh. Do đó các cái nước Tây Phương, đặc biệt là Hoa Kỳ, từ cái thời trước ông Obama, thời trước không có trách nhiệm phải lo an ninh cho các nước khác. Vì thế cho nên lợi dụng cái cơ hội đó thì Trung Quốc bắt đầu ngoi lên. Và cái chuyện ngoi lên đó được Mỹ nói cái nào đó giúp đỡ cho họ mới làm được. Cho nên hoặc là làm lơ thì họ mới làm. Thì họ nói rằng chúng tôi hứa với ông Tổng thống Obama là chúng tôi không quân sự hóa, rồi hứa với ông Donald Trump là không quân sự hóa. Nhưng mà trong cái diễn đàn IPAC vừa qua Singapore thì ông Trung Quốc nói quân sự, ông Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói là chúng tôi yes quân sự hóa. Tại sao?
Tại vì cái tình hình an ninh tôi bị đe dọa. Hồi xưa chúng tôi chiếm các cái đảo đó, nhưng mà không ai đe dọa thì chúng tôi bồi lấp để làm một cái đảo du lịch. Nhưng bây giờ chúng tôi bị đe dọa an ninh cho chúng tôi quân sự quá. Và cái tình hình nước Úc bây giờ cũng giống như vậy. Những cái đảo đó bây giờ nói rằng Mỹ sẽ đe dọa, không nói Mỹ nhưng mà nói Mỹ, chúng tôi bị đe dọa an ninh. Bởi vì cái đó họ cho là lãnh thổ của họ. Các cái quốc gia đó đồng ý là cho họ lập cái căn cứ ở đó, thì an ninh họ bị đe dọa, họ quân sự quá. Thành ra họ trả lời như thế thì nó rất là khó. Lần lần đó họ tìm cách họ loại nước Mỹ ra khỏi cái trò chơi ở Biển Đông. Mặc dù cái đó là cái toan tính nhưng mà không biết họ làm được không. Họ đưa các cái nước ASEAN vào, mà các nước ASEAN thấy rằng ngày nào bên cạnh họ mở mắt ra là thấy Trung Quốc, thấy tàu Trung Quốc chứ đâu có thấy tàu Mỹ. Mỹ đâu có tiếp cận họ. Mỹ khi có chuyện gì mới chạy lên nói là giúp này giúp kia, nhưng không có thì họ đi chỗ khác, họ không có lo nữa. Do đó chúng ta thấy là cái cách tiếp cận của Mỹ đối với các cái nước đồng minh, đặc biệt là ASEAN, nó rất là lỏng lẻo. Khi cần thì anh mới nói, không cần không nói. Mà bên cạnh đó luôn luôn là ma quỷ đó rình rập, đó là Trung Quốc. Vì thế cho nên họ phải bảo vệ của họ. Thì cái điều đó, cái chính sách mà ông Phó Tổng thống Mike Pompeo nói sẽ phát triển cái vùng đó, nói rồi giờ này chúng ta thấy không có chạy gì cả. Nói thì có nhưng mà nó chạy không bằng cái chính sách của vành đai một con đường. Mặc dầu vành đai một con đường ở dưới nó là một cái âm mưu, nhưng mà ở bên trên nó chạy và các cái nước khác xè tay lấy tiền để mà xây dựng hạ tầng. Thì cái điều đó hai cách làm khác nhau rất nhiều. Chúng ta phải nói là nước Úc hy vọng đây là một cái quốc gia có lẽ đồng minh cốt cán lâu đời lịch sử của nước Mỹ. Cho nên không biết là chính phủ nước Úc có cái khả năng để mà vượt qua những cái này hay không. Bởi chính phủ Úc vẫn là một cái chính phủ thay đổi hoài. Khi cái công đảng nó lên thì nó đứng về phía chính phủ Trung Quốc. Thì cái đó là một cái cách mà chúng ta thấy hiện giờ. Do vậy chúng ta thấy cái tình hình thế giới bây giờ, Mỹ đang tìm cách chận nhiều hơn là tấn công. Gọi theo cái từ ngữ đó là be bờ thôi. Chứ không có tất. Là cái điều đó luôn luôn là bị thụ động, thưa anh Vy Quy. Cảm ơn khán giả, chúng tôi hẹn tái ngộ vào ngày mai.